Chào lại hết anh em trong cả nước ha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em xem con máy cắt mè. Con máy này cắt mè tự bó nha anh em. Để mình quay chi tiết cho anh em xem. Máy còn khá là đẹp. Máy của hãng Kubota. Đây, động cơ Kubota đây, 120. Anh em thấy hình dáng này, quay xa cho anh em thấy rõ ha. Nó còn rất là mới, nó rất là mới. Từng chi tiết nó nè, lưỡi cắt ở trong nó còn nguyên vẹn hết rồi. Cái hệ thống tự động bó dây á. Dây thì anh em bỏ trên này. Bỏ trên này anh em, nó có lỗ này anh em lòn dây, cứ lòn theo cái đường nó hướng dẫn á. Đó, cái đường đi theo nè, dưới đây nè, cứ có nó có đường hết, cứ lòn theo giống như kia kim máy may vậy đó, nó y vậy đó, rồi nó cắt rồi bó thảy ra thôi. Nên chút mình khởi động máy cho anh em xem đây. Còn cái đường cắt của nó là ở đây nè, cái mỏ nó nè, mè hay là lúa hay là cỏ gì đó thì nó đây. Đường cắt nó là 30, 3 tấc nè, đúng 3 tấc. Đường đi nó được 3 tấc. Còn máy nó đây, máy nó bề ngang nó là 4 tấc, 4 tấc rưỡi. Ủa, cái bánh á. Bánh nó là 4 tấc rưỡi ha. 40 45. Máy này cũng gọn, anh em có thấy thích hợp thì từ cái tay này lên là 90 nè, 90 phân từ dưới đất lên. Còn số của nó ở đây, số nó đây là một số tiếng, có hai số tiếng, một số lùi. Thì anh em cái lùi nó thì nó trên tay này luôn đó. Cái này là anh em vô số rồi thì anh em chạy tới thì nói chung nó nằm đây, còn anh em muốn lùi lại thì đây. Chút mình khởi động cho anh em xem thì mình làm hồi nó mình dựng cái máy mình quay cho anh em thấy rõ. Rồi con máy này thì này, cái máy này thì mình bán tại cửa hàng là cái giá 7 triệu ha. 7 triệu anh em nào có thích hợp thì xài. Thấy mình cần con máy cho cái nhu cầu công việc thì alo lại mình. Máy hoạt động hoàn toàn là nó, máy này thì như là nó còn như mới chứ nó không có gì hết. Nó không có gì mà thấy nó có dấu hiệu lỗi lầm gì hết. Đồ Nhật thì nói gì là nó đã mới rồi, đồ Nhật bãi mà. Thùng xăng thì nó cũng bằng nhựa. Rồi để mình về giật cho anh em xem trước cái hệ thống hệ thống tự bó cho nó để nó hoạt động cho anh em xem. Thấy không? Như vậy đó, lúa nó cứ ruộng lúa hoặc là mè nó ruộng lên đây, hệ thống nó ruộng lên nó đưa vô đây nó bó thì đó, bó nó có hệ thống ém nè, nó ém đầy đó, bắt đầu là nó nhảy nè, anh em nhìn nè. Đó, thấy không, nó nhảy lên, cái này nó lừa ra với cái tay mình mở đó. Đó là nó sẽ nhảy, em thấy rõ không đó, gọi lưỡi nó cắt ra trong á.
Nó ém cái dây cành này nè, ém cái này là nó sẽ nhảy, và cái này nó hoạt động thôi. Đó. Đây mình thử, mình biết ý mình thử ha, còn anh em muốn thử thì không có nên đút tay vô đó ha. Cắt đây rồi. Nó đưa lên cứ thảy ra, bó thảy ra. Vậy thôi. Rồi, muốn ngắt lưỡi thì đây. Lưỡi đây. Đó. Đấy, thôi đi để chút. Ngắt lưỡi đây. Ở đây thì về no hết. Rồi đó, còn hai cái tay này chuyển hướng nè. Cái bóp bên đây thì nó bóp bên đây thì cái bánh bên đây ngưng để mình dễ quay chuyển hướng. Rồi. Để quay vòng. Chơi đi để chút. Để số 1 thôi cho nó chậm. Đó. Đó. Thấy không? Cho lưỡi nó quay luôn. Rồi số lùi lại đây, lùi lại, muốn bánh đi mà cái ví dụ anh em muốn bánh đi mà cái lưỡi không quay thì anh em kéo qua càng phải lên, còn muốn lưỡi quay thì lưỡi nó cắt. Rồi tắt mà tắt máy ha, tắt máy ở đây. Rồi anh em mà có nhu cầu mà sử dụng con máy cắt mè tự bó này thì gọi lại cho mình chốt con máy này. Nếu mà máy này còn thì chốt cho anh em nào chốt đầu tiên ha. Quay rõ một lần nữa cho anh em xem, máy rất đẹp. Máy này 4 thì nha anh em, của cái hãng Kubota. Rồi thôi chào anh em ha.